Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin chào những khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cùng với Lê Vân và các chuyên gia của chương trình sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích nhất để quý vị có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu. Vâng, thưa quý vị, không chỉ các bà mẹ mà các ông bố tương lai thì cũng cần phải có một sức khỏe thật là tốt để có thể sinh ra được những đứa con khỏe mạnh. Và có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới mà có sức khỏe yếu hay sử dụng các chất kích thích hoặc là ăn uống mất cân đối thì cũng sẽ sản sinh ra những tinh trùng yếu và không làm tốt được cái vai trò của mình. Vâng, thưa quý vị, và để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để cho quân đội tình mình mạnh hơn thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân sẽ giúp quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Xin chào bác sĩ Nguyễn Thành Luân ạ. Xin chào MC và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, bác sĩ Luân thân mến, trước khi đi vào chủ đề chính của chương trình đó là làm thế nào để đội quân tinh binh khỏe mạnh hơn, thì bác sĩ có thể cho biết là vai trò của tinh binh trong việc thụ thai được không ạ? Lâu nay chúng ta vẫn biết đến vấn đề thụ tinh với vai trò của trứng và tinh trùng. Tuy nhiên là vai trò thực sự của trứng và tinh trùng là gì thì có rất là nhiều người thắc mắc. Và nhân câu hỏi này thì hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với quý vị là vai trò thực sự của tinh trùng và trứng trong việc thụ tinh là gì. Như chúng ta đã biết thì cơ thể con người chúng ta có 23 cặp nhiễm sắc thể, trong đó có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính. Và em bé hình thành thì một nửa của cái cặp nhiễm sắc thể sẽ là xuất phát từ bú và một nửa của cặp nhiễm sắc thể sẽ xuất phát từ mẹ. Và tinh trùng và trứng chính là những sứ giả mang theo cái nhân tố di chuyển này hợp nhất với nhau và tạo thành tế bào đầu tiên, sau đó nó phân chia tạo thành hệ thống các cơ quan, các chi thể, các bộ phận và sau này thì trở thành em bé. Thế thì cái vai trò của trứng và tinh trùng nó trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất, mà nếu như không có chúng, không mang trở được những vật chất di truyền thì không thể trở thành một cơ thể phát triển trong cái tử cung của người mẹ. Do đó cái tinh trùng nó có vai trò rất rất quan trọng. Vâng, là với những cái sự chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Luân thì Lê Vân có một câu hỏi dành cho bác sĩ là như thế này, đó là nhiều các đấng mày râu chỉ biết được là tinh trùng của mình khỏe hay yếu sau khi đã đi khám nam khoa. Và vậy thì với cái sự bất thường và mối băn khoăn đó thì làm thế nào để biết được là tinh trùng khỏe hay là yếu? Bác sĩ có thể cho biết được không ạ? Với cái mong muốn là tìm hiểu xem chất lượng tinh trùng của mình là tốt hay không tốt là một cái nhu cầu rất là chính đáng. Rõ ràng là nhìn bên ngoài của các em nam giới gần như chúng ta không thể đánh giá được là chất lượng tinh binh của anh ấy như thế nào. Việc đánh giá chất lượng của tinh trùng thì nó thông qua rất là nhiều cái yếu tố khác nhau, những chỉ số khác nhau, và nó được hội tụ lại trong một cái xét nghiệm mà người ta gọi là xét nghiệm tinh dịch đồ. Xét nghiệm tinh dịch đồ thì sẽ được chỉ định cho những anh nam giới mà mong muốn biết được cái chất lượng tinh dịch của mình, cũng như là một cái xét nghiệm đầu tay cho những cặp vợ chồng mà muốn điều trị vô sinh hiếm muộn. Thì trước đây thì có một số những cái thang về chỉ số của tinh dịch trong cái xét nghiệm tinh dịch đồ khác nhau. Tuy nhiên hiện nay thì rất là nhiều cơ sở đã áp dụng cái hệ thống chỉ số tinh dịch đồ theo hướng dẫn của WHO 2010. Thì đối với một cái tinh dịch đồ thì nó sẽ thể hiện qua rất là nhiều những cái chỉ số khác nhau. Thứ nhất là về cái tính chất vật lý, ví dụ như là màu sắc nó như thế nào, độ nhớt nó ra làm sao, cái pH của nó như thế nào. Đấy. Thứ hai là
về những cái chỉ số liên quan đến chất lượng của tinh trùng, ví dụ như là tỷ lệ sống, tổng số tinh trùng, cái độ di động của tinh trùng, vân vân. Thì sau đây bác sĩ sẽ chia sẻ một số thông số rất là quan trọng trong hệ thống chỉ số của WHO 2010 về chất lượng của tinh dịch đồ. Thứ nhất là thể tích của tinh dịch phải lớn hơn hoặc là bằng 1,5 ml, tức là ít nhất phải là 1,5. Thứ hai là tổng số lượng tinh trùng phải lớn hơn hoặc là bằng 39 triệu tinh trùng. Thứ ba là tỷ lệ sống phải lớn hơn 58%, hình dạng bình thường lớn hơn hoặc bằng 4%, và độ di động tiến tới là lớn hơn hoặc bằng 32%, hoặc di động tiến tới và di động không tiến tới lớn hơn hoặc bằng 40%. Ngoài ra thì nó còn một số những chỉ số nữa, nhưng mà những chỉ số bác sĩ chia sẻ ở đây là những chỉ số quan trọng mà chúng ta cần phải biết đến. Bởi vậy nên là cái việc mà chúng ta đánh giá cái tinh dịch đồ sẽ được đánh giá bằng máy hoặc là bằng phương pháp thủ công. Do đó nên là cái việc mà chúng ta nhìn nhận bên ngoài ở một anh nam giới để đánh giá cái chất lượng tinh dịch đồ là một điều rất khó. Tuy nhiên cũng có những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể sơ bộ đoán được cái chất lượng tinh dịch. Ví dụ như anh ấy là một người có cái lối sống lành mạnh, thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, có chế độ dinh dưỡng phù hợp, rồi thì anh ấy có một cái thời gian biểu cũng như là sinh hoạt lao động hợp lý, thì chúng ta sẽ nghĩ đến là những cái người đàn ông như vậy sẽ là những người có cái chất lượng tinh dịch đồ tốt. Vâng, thưa bác sĩ, trong cuộc sống hiện đại thì đàn ông phải tiếp xúc với quá nhiều các tác nhân như là làm việc quá là căng thẳng hay rượu bia và thuốc lá. Vậy liệu những cái tác nhân này thì có phải là ảnh hưởng là nguyên nhân mà ảnh hưởng đến cái việc là chất lượng tinh trùng yếu hay không? Như chúng ta đã biết thì có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng. Và những cái yếu tố mà MC vừa chia sẻ là những yếu tố mà chúng ta thường gặp nhất. Bạn vừa chia sẻ những cái thói quen mà đối với các anh nam giới trong cuộc sống hiện đại, đôi khi nó là những thói quen không thể thiếu được trong cuộc sống thường nhật. Nhưng đối với tinh binh, tinh trùng, nó lại là những thói quen rất là xấu. Ví dụ như là những cái thói quen như là hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và các chất kích thích, thậm chí có những anh sử dụng cả ma túy, hoặc là thời gian làm việc quá nhiều, làm việc trong điều kiện nắng nóng, hoặc là yếu tố sinh nhiệt mà bác sĩ đã từng chia sẻ trong một chủ đề trước đây, hoặc là cái quá nhiều stress trong công việc, stress trong cuộc sống, hôn nhân gia đình, vân vân. Chính những cái yếu tố ấy nó góp phần rất tích cực trong việc tiêu diệt tinh binh của các anh mà các anh không hề biết được. Tại vì là bằng mắt thường chúng ta đâu có đánh giá được chất lượng của tinh dịch đâu, đúng không ạ? Và chỉ đến khi các anh gặp phải những vấn đề như là vô sinh hiếm muộn, hoặc là gặp phải những vấn đề viêm nhiễm đường niệm, thì lúc đấy các anh mới nghĩ đến mình cần phải thay đổi thói quen này, mình cần phải thay đổi thói quen kia để cái chất lượng tinh dịch nó đi lên. Thì lúc đấy là hậu quả mình đã phải gánh chịu rồi, là muộn con, là hai vợ chồng phải đi thăm khám hiếm muộn để mà tìm được những phương án tốt nhất. Thì những cái thói quen ấy thực sự đang là một hồi chuông cảnh báo với tất cả các anh nam giới hiện đại, tại vì họ đang bị cuốn vào cái guồng quay của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, họ quên đi cái việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình và đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Và khi mà họ nhìn lại thì có khi đã muộn rồi. Đó, thì nhân đây cũng là một lời khuyên của bác sĩ đến các anh, đó là hãy nhanh chóng thay đổi những thói quen xấu để có được cái tình trạng sức khỏe tốt nhất, và đặc biệt là tình trạng sức khỏe sinh sản sẽ được cải thiện rất là nhiều. Thưa bác sĩ, về mặt lý thuyết thì tuổi tác không hề ảnh hưởng đến vấn đề làm cha của các đấng mày râu, vì tuổi sinh đẻ của các đấng mày râu thì có thể duy trì đến hết đời. Vậy thì tại sao ông bà ta xưa thì lại có câu là cha già con cọc, ám chỉ cái việc là các ông bố lớn tuổi khi sinh con ra thì sẽ gặp những cái vấn đề về sức khỏe? Bác sĩ có thể giải đáp được cái thắc mắc này không ạ? MC vừa nhắc đến một câu nói rất là hay của các cụ, đó là cha già con cọc.
Rõ ràng là trên lý thuyết thì cái việc vấn đề sinh sản của nam giới có thể duy trì đến trọn đời, tức là có những cụ ông 80 tuổi, 85 tuổi vẫn có thể có con được. Tuy nhiên cái vấn đề mà các cụ đặt ra ở đây đó là cha già con cọc cũng không phải là không có căn cứ. Như chúng ta đã biết thì trước đây nhiều quan điểm nghĩ rằng là chỉ có người phụ nữ lớn tuổi thì mới gặp khó khăn trong việc mang thai. Bởi vì họ có một cái dấu hiệu rất là quan trọng của đời sống sinh lý nữ, đó là cái tình trạng mãn kinh. Tức là khi đó hệ thống nội tiết của nữ nó giảm xuống rất là nhiều, và số lượng nang trứng trong buồng trứng nó có số lượng nhất định, và đến một cái giai đoạn nó ngừng sản xuất ra các hormone, nó không còn trứng trội, không còn sự phóng nát nữa, thì người phụ nữ không thể mang thai được nữa. Thì đó là cái dấu hiệu mãn kinh ở người phụ nữ, và nó là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong đời sống sinh lý nữ. Nhưng đối với nam giới không hề có một cái dấu hiệu mãn dục nam cụ thể, tức là không được đánh dấu bằng một dấu mốc là mãn kinh như ở nữ. Và chính dựa trên lý thuyết này mà người ta đưa ra quan điểm rằng là cái khả năng làm cha của các đấng mày râu là đến trọn đời là hoàn toàn chính xác. Tại vì tinh trùng vẫn được sản xuất ra mặc dù là các anh nam giới lớn tuổi dần lên, lớn tuổi dần lên, và trên lý thuyết chỉ cần có một tinh trùng gặp trứng đã có thể tạo ra em bé rồi. Bởi vậy nên là không hề sai khi người ta đưa ra quan điểm rằng là cái khả năng sinh sản của nam giới sẽ kéo dài đến trọn đời. Vâng, trong phần cuối của chương trình thì chúng ta hãy cùng nhau giải đáp một số thắc mắc của các vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và câu hỏi đầu tiên muốn dành cho bác sĩ đó là: em năm nay 32 tuổi, chồng 40 tuổi, cưới được 8 năm nhưng chưa có con. Vì chồng có tinh trùng yếu và ít với tỷ lệ sống sót là 6%. Còn em đi khám thì không có vấn đề gì, sức khỏe sinh sản tốt. Năm nay thì chúng em tính áp dụng biện pháp bơm tinh trùng có phù hợp không? Và tỷ lệ thành công là khoảng mấy phần trăm ạ? Chi phí bao nhiêu và nên thực hiện ở đâu thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Đây là một cái tình huống bệnh lý cụ thể mà hiện nay không còn hiếm gặp nữa. Một câu chuyện về một cái gia đình có một anh chồng 40 tuổi, một chị vợ 32 tuổi. Họ đã xây dựng gia đình và chung sống với nhau 8 năm mà chưa có con. Và khi đi sâu vào tìm hiểu thì cái tinh dịch đồ của anh cái tỷ lệ sống chỉ là 6% thôi. Thế như từ đầu bác sĩ đã chia sẻ thì theo cái hướng dẫn của WHO 2010 thì cái tỷ lệ sống của một cái chất lượng tinh dịch đồ bình thường nó phải là 58%. Tức là ở đây anh cái chỉ số của anh thấp hơn rất là nhiều so với lại cái tinh dịch đồ của WHO 2010. Rõ ràng là để đánh giá chất lượng của tinh dịch đồ này thì cần phải tham vấn nhiều chỉ số khác nữa mà ở đây chị chưa hề chia sẻ. Tuy nhiên dựa trên những cái dữ liệu mà chị cung cấp thì bác sĩ sẽ đưa ra một số cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là cái điều kiện tiên quyết để làm để thực hiện cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung hay là IUI, đó là thứ nhất là chất lượng tinh trùng phải đảm bảo, thứ hai là vòi tử cung vòi trứng phải thông. Tức là nếu như anh chị muốn năm nay anh chị thực hiện kỹ thuật này thì cần phải làm một số việc sau đây. Thứ nhất đó là phải điều trị để chất lượng tinh trùng của anh tăng lên về số lượng và về chất lượng. Ít nhất thì cái số tinh trùng phải đạt được từ 15 đến 20 triệu thì mới thực hiện được kỹ thuật bơm IUI. Thứ hai đó là phải thực hiện kỹ thuật chụp buồng tử cung vòi trứng bằng chụp X quang có thuốc cảm quang để đánh giá sự lưu thông của vòi trứng có tốt hay không. Nếu như gặp tình trạng tắc vòi trứng cả hai bên thì kỹ thuật IUI không phải là sự lựa chọn cho anh chị. Sau đó nếu như anh chị muốn thực hiện kỹ thuật này trong năm nay thì anh chị cần phải khẩn trương hoàn thiện các cái xét nghiệm này để đánh giá xem có thực hiện được kỹ thuật này hay không. Nếu như cái anh chị kiểm tra mà cái sự lưu thông vòi trứng tốt, mình điều trị chất lượng tinh trùng lên ổn định thì cái việc thực hiện kỹ thuật IUI sẽ dễ dàng, dễ đạt được thành công hơn. Còn về vấn đề là tỷ lệ thành công bao nhiêu hay là giá cả như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào từng trung tâm khác nhau. Và ở đây thì bác sĩ sẽ không chia sẻ về một cái mức giá cụ thể hay là tỷ lệ cụ thể vì còn phải phụ thuộc vào cái trung tâm anh chị lựa chọn nữa. Nhưng tôi rất hy vọng rằng là nếu như anh chị hoàn thành các xét nghiệm mà kết quả nó
tốt thì trong năm nay anh chị sẽ có tin vui. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của bác sĩ Luân ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên là chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Và nếu như quý vị còn bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc muốn được giải đáp thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0854400102 để được giải đáp, hoặc gửi thư về địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Lê Văn và bác sĩ Nguyễn Thành Luân xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.